Tết nhất, chợ thì không bán, mà mình thì thèm ăn rau với lại là cháo gà, gỏi gà. Thì phải làm sao nhỉ? Tất nhiên là phải let go, bước chân ra vườn và cắt hoa thôi, cắt cây thôi. Đây, rau quế nhà trồng được này cả nhà. Rồi cây rau răm nhà trồng được nè. Đó, trong lúc mà đợi con gà nó hầm cho chín á, thì mình chiên khoai lang nè, mình chấm sốt mình ăn. Nè, các bạn thấy không? Cứ tưởng mưa là cây không tươi tốt, nhưng mà thôi nghe, rau răm tươi quá trời tươi luôn, làm thèm món trứng vịt lộn. Nhưng mà thôi, năm mới là mình hạn chế ăn những cái món này ha. Bây giờ mình đi vô mình làm gỏi gà. Trời, cái rau răm nó thơm, nó làm mình thèm dễ sợ luôn. Cắt quá trời cắt, cắt để rồi hả đi dâm ra chỗ mới. Trời, nó lên nhìn cái gọng rau thơm mà thèm mà hả mừng, ôi là mừng, bởi vì lá rau thơm rất là đẹp và rất là tươi luôn, không có bị héo úa sau một con đợt mưa. Đó, bây giờ mình bào, công đoạn mình bào này, mình chuẩn bị gỏi này, mình lấy bữa để ăn nè. Rồi hả mình làm gỏi gà, cháo gà, trời nó ngon miệng. Một cái tô cháo gà ấm nóng cùng cái gỏi rau ngon tuyệt vời luôn, rồi thêm cái món nước chấm mà mình làm những cái món nước chấm sốt thần thánh với lá chanh nữa, thôi ta nói là no căng bụng luôn cả nhà.